Em xin phép chào toàn thể các bác đam mê radio cassette xưa. Hôm nay thì em xử lý một con đài. Con này là con gì đây? Victor. Con Victor RC15. Con này thì cho chú khách ở cùng tỉnh. Em nhớ ông máng chú ở Văn Giang thì phải. Hai con, một con JVC to nữa. Con này thì tình trạng con này thì băng không chạy. Chúng con này thì vừa sửa vừa dọn luôn, rất là bẩn các bác ạ. Tình trạng băng không chạy. Đây, học CD này. Cực bẩn nhé, nó bẩn lắm. Radio em vừa test có lõi. Đây, phim bấm đây. CD thì đang bị hỏng mất cái nút ấy này. Mất cái nút play rồi, em vừa mới thử CD thì cũng chạy nhưng mà đang hỏng mất cái phím bấm rồi. Cái này thì vệ sinh lại cả phần CD luôn, vừa hỏng phím bấm mà vừa bẩn nữa. Radio AM FM ok, băng không quay, băng là đứng hẳn rồi, băng là đứng rồi. Radio đàm phán phục vụ và khảo sát thực tế và lên phương án chủ nấu vận chuyển hay là nấu tại chỗ, thực đơn các cái trao đổi khi thỏa thuận ký hợp đồng xong thì tôi sẽ phục vụ theo hình thức là lưu động hoặc tại chỗ. Đấy là cái cách thức triển khai rồi bạn. Đây có một cái phím chế đây các bạn ơi, chế mất một phím đây, nó hỏng phím bấm đấy, hỏng phím bấm nên chế này. Cái này thì đã là phải chế lại phím. Đây chắc thợ điện tử hàn trong cái công tắc bấm vào nguồn đấy. Cái này em sẽ xử lý, em sẽ chế cả cái lúm này luôn đấy các bác này, chế cả thêm cái lúm bấm này luôn. Và em sẽ tiến hành em tháo con này ra. Con này thì chạy điện 100V các bác nhé. Loa thì còn khá ok. Mấy cái dòng này thì khi mà đã bị làm rồi là rất hay hỏng cái cáp bẹ này các bác nhé. Đây này, bên này nó đã tối an rồi. Đấy, tháo ra này rất hay bị bật mất cái cáp bẹ này nhé, phần lớn luôn đấy. Giờ em sẽ tháo hết ra để vệ sinh lại cũng như là xử lý lại. Em đã tháo hết từng bộ phận này rồi các bạn này. Radio này, radio này. Hậu này. Giờ sẽ đi tiến hành vệ sinh trước các bạn. Vệ sinh trước sau đó sẽ xử lý từng phần sau. Đây, rất là bẩn nhé. Tôi tháo cả cái lắp phần cơ bằng ra luôn thì mới vệ sinh được nhé. Nếu để này vệ sinh không sạch được đâu. Vì chính. Volume IC khuếch đại, IC chỉnh, IC bắt tép luôn. Vì đồng hồ điều khiển CD. Cơ băng là hết, không còn gì cả. Con này thì xài loa JVC 3 ohm 9W. Đây. Và cái phím của nó bị gãy được các bác này. Tức là trên cái hàng kia kìa, nó phải ăn nhưng mà cái này nó bị gãy mất cái giữ ấy các bác. Tí nữa là phải tháo cái cụm ra xong là hàn lại để cho nó giữ cố định lại vị trí, nó không bị bật mất nhé. Rồi tháo hộp băng, vệ sinh hộp băng nữa. Đây các bác này. Cái công tắc mà đây nó mất công tắc bấm này, hiện tại giờ nó đang chế đây. Thì chế cái này ấy, thì phải gắn một cái đế ở đây các bác nhé, hình thư mở ở đây để khi chúng ta bấm ấy là nó chắc, nó không bị bật mất quá. Và sau đó thì còn cái lúm ở trên nữa thì tí khi nào nắp vào em sẽ nghiên cứu để tìm cái lúm bấm phù hợp cho cái công tắc này. Còn trước mắt là chúng ta sẽ chế bấm đây, đấy kêu dành tạch, nó là phím bằng nguồn đấy các bác. Rồi cái mảng này đã ok rồi, em vệ sinh đã hết rồi.
giờ sẽ xử lý phần băng cassette và sau đó là kiểm tra vệ sinh lại phần CD. CD thì học CD em vệ sinh rồi nhưng mà tí bụi bặm em đã xịt xử lý rồi, tí sẽ phải vệ sinh qua lại cái mắt. Và con cái hộp CD đấy thì nó đang bị lỗi là bấm mở ra nó không ra, nó là bơ công tắc các bạn, nó bấm mở cửa băng, nó là motor, nó bấm mở cửa băng là motor nó sẽ quay và nó sẽ mở cửa băng lên, nó là tự động. Đài bom box rất nhỏ nhưng nó lại có chế độ tự động mở cửa băng chứ không phải là bằng phím cứng. Con này thì nguồn đã bị thay các bác ạ. Con này thì nguồn đã bị thay rồi. Đang lên nguồn 220 rồi nhá. Và ở đây thì em kiểm tra con mắt này đang có vấn đề đấy. Con mắt này cũng đang bị lỗi này. Đấy, khi mà nguồn lên phát là con mắt các bác thấy này. Laser nó có đỏ nghe nhưng nó không thò thụt các bác. Đấy. Khi mở nguồn lên này, đấy laser nó bục cái nó lên, nó phải thò thụt nhé. Đấy. Nó phải thò thụt nhé. Này thì để em sẽ tháo ra kiểm tra lại nhé. Nếu mà do mắt hẳn thì cũng không xử lý được. Cặp lối này đứt hẳn này quá. Này, tất cả những đầu này em đều phải khóa lại bằng băng dính nhé. Để tránh bị bật mất cái đính xe hành này. Bên này đang bị đứt mất một đường. Cái chỗ mép này đứt mất một đường đây này. Giờ thì phương án của em là hàn nối thôi, hàn nối lại cái đường này nhé, hàn nối lại cái đường cáp này. Con này thì phần đĩa em đã xử lý ok rồi, cửa băng bấm phím mềm ra vào ngon rồi. Hiện tại em đang kiểm tra phần cassette, thì cassette nó đang bị ù này các bác này. Đấy, xếp đang ù ấy, tay dưa cua loa thứ ok hết rồi nhé, nhưng mà đang bị ù, giờ xử lý lốt cái lỗi ù nữa, xử lý lốt cái lỗi ù, tháo cái loa ra vệ sinh luôn, bên trong rất là bẩn, tí em sẽ tháo ra vệ sinh luôn, hộc băng vệ sinh hết rồi, đấy. Xử lý lốt cái lỗi ù của phần cassette và vệ sinh lốt cái này, em ráp vào em test ok, làm phần cơ thì hơi lâu, bởi vì nó bị lỗi cơ, phần cơ cassette, phần cơ CD lỗi cơ và nó chập chờn mắt nên là em đã xử lý xong rồi. Giờ sẽ tiến hành làm nốt mấy vấn đề còn lại nữa. Đây, cái phím này em cũng đã xử lý lỗi được phím này luôn rồi, làm nốt mấy vấn đề nữa là sẽ ráp vào và test luôn. Con này đã xong rồi các bạn, vừa lại phải tháo ra xử lý lại bởi vì là phải chế cái nút nguồn này. Đã lại phải tháo ra. Con này thì xử lý lại cho mình cái nút nguồn này ok rồi, vệ sinh toàn bộ luôn, sạch sẽ. Kể cả phần CD lẫn phần ra cửa băng CD tự động cũng làm ok rồi, duy nhất chỉ có ở đây này. Cái vệt này nè, là cái vệt bẩn nhưng mà không tẩy ấy, nên cạo cạo nên là nó xấu, hai vệt này hơi khí. Con này thì hoạt động ổn ok, âm thanh cũng hay. Con này nghe cassette cũng rất là ok nhá, tiếng rất là hay đấy. Đây, phần CD này. Đấy, các bạn thấy ra đĩa xè xè luôn này, thấy không? Đấy. Mắt đọc rất là tốt nhá. Con này em đã test thử rồi, mắt đọc rất là ngon. Vệ sinh lại mắt đi này, đọc rất là ok. Đây. Play. Riêng về phần nhạc của đĩa CD thì em chỉ mở lên cho các bác nghe biết là nó đang hoạt động thôi nhá. Cái này thì để chú khách chú ý chú lấy thì sẽ test riêng. Đấy. Đấy. Đĩa ok lên ngay. Đĩa CD là lên luôn ạ. Cassette này, gạt nút này là cassette. Đắng cay riêng một mình em rồi mai xa nhau. Tua tiếc là ngon này. Con này vệ sinh hết luôn, kể cả là tháo hết cả loa ra, lau cái phần bên trong này, phần bên này nó thường thường nó bám bụi nhé. Cassette thì tua cũng rất là ngon, tiếng chuẩn. Xin trời cho em quên bên người ta. Đấy, tiếng rất là chuẩn nhé. Sayo này.
Riêng về phần radio thì phần FM cũng phải xử lý lại cái tiếp xúc với cần anten, cũng phải ấy lại nhé, xử lý lại. Đây. Thưa quý vị và các bạn, phải gắn bó thiêng liêng lịch sử. Radio này tay em nghe mắt ok. Canada đã trở thành một trong những đối tác quan trọng nhất của. Thường phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Anh Dương Văn Hùng, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam chia. Con này nhỏ mà có võ đấy, âm thanh rất là tốt. Con này thì chủ yếu là nó mất thời gian ở chỗ là xử lý phần CD thôi. Cáp đứt, cáp nó bị đứt và nó bị bong nên xử lý lại cáp đấy. Hàn nối lại mất một chân cáp. Và xử lý cái phần cơ này đấy. Bởi vì là trước bấm nó không ra được, nó không vào được, nói chung nó không tác dụng. Đấy, giờ xử lý này, vừa xử lý bảo dưỡng lại phần cơ của nó chuyển động và thay cả dây cô loa cái trục ra vào này luôn. Thì nó hoạt động nó mới chân tru được. Và con này của mình đã xong rồi. Cháu sẽ làm tiếp một con đài to, JVC to nữa của mình là mình có thể xuống lấy được. Và cảm ơn các bác. Chào tạm biệt các bác nhé.